Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điệu ngữ. Thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn lối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành pha sanh. Nam mô Bổn Thầy giá, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Thưa bây giờ con chưa có thấy thượng tọa Tệ Siêu vô diễn đàn. Bây giờ con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Kính đại lễ chư Tổ chức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nói đến pháp hữu vi và pháp vô vi thì chúng ta nói đến hai cái thực tại. Một là thực tại do cái duyên mà tạo thành, gọi là hữu vi. Hữu vi tức là được tạo thành. Và cái bản thể vô vi tức là cái gì đó mà không do duyên mà tạo thành. Ở đây chúng ta phải đi xa hơn với một cái ý nghĩa đó, là cái gì có duyên hay là có điều kiện mà tạo thành. Mà sanh thì cái đó cũng do duyên mà diệt. Đơn giản như vậy. Như là ngọn lửa mà cháy là nhờ gì? Nhờ liệu, nhờ chất đốt. Thì có nghĩa là khi chất nhiên liệu không còn nữa thì nó không cháy nữa. Và điểm thú vị nhất của pháp vô vi ở trong đạo Phật là nhiều người quan điểm rằng vô vi có nghĩa là không còn hữu vi gọi là vô vi, nhưng mà thật ra không có hữu vi của không phải là vô vi. Vô vi là một thực thể, thực thể là một pháp có thật chứ không phải chỉ đơn thuần là không có hữu vi nghĩa là vô vi. Thì thưa quý vị, trong bài học này chúng ta có đề cập đến chữ giới, chữ tha thú. Thì giới ở đây đó nó không phải là lãnh vực mà nó là nguyên tố. Nó là nguyên tố. Bằng trong một bài kinh, trong trung bộ kinh nói về kinh đa giới, tức là cái kinh mà nói về nguyên tố đó, thì vô vi hữu vi nó là một cái đề tài sau cùng của những điều mà liên quan đến tha túc. Và vì vậy xin mời quý vị tự lắng nghe phần chánh kinh, và sau khi chánh kinh chúng ta sẽ cung thỉnh thưa tòa tứ quy vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Nam mô Bổn Thầy giá, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Vì đã chút à. Kinh thập thượng hữu vi giới và vô vi giới, hai pháp cần được thắng tri. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập
có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thụ thắng, hai pháp rất khó thể nhập, có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp cần được thắng tri? Hai giới, hữu vi giới và vô vi giới. Trung xin lỗi quý vị, Trung Bộ Kinh Mahima Kidaya, Kinh Đa Giới. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Yatavana Kỳ Đà Lâm tại tỉnh xá ông Anatha Binkida cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: phàm có những sợ hãi vì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những sợ hãi vì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu không phải là người hiền. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu không phải cho người hiền trí. Ví như, này các tỳ kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng cỏ thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trát trong trát ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa sổ đóng kỹ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu không phải cho người hiền trí. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu không phải cho người hiền trí. Như vậy, này các tỳ kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Này các tỳ kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho người hiền trí. Do vậy, này các tỳ kheo, chúng tôi sẽ thành người hiền trí không suy tư tìm hiểu. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Khi được nghe như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói tỳ kheo là người hiền trí, biết suy nghĩ tìm hiểu, cho đến khi, này Ananda, tỳ kheo thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi và thiện xảo về xứ phi xứ, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỳ kheo là người hiền trí, biết suy nghĩ tự hiểu. Giới đến mức độ nào, thế bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới. Này Ananda, có 18 giới này: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới,
thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới, này Ananda, cho đến khi biết được, thay được 18 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới. Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới? Có thể khó, có thể có. Này Ananda, này Ananda, có sáu giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, quả giới, không giới, thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy sáu giới này cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới. Nhưng Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới? Có thể, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới này cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới. Nhưng Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới này: dục giới, ly dục giới, sân giới, vô sân giới, hại giới, bất hại giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới này cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới. Nhưng Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỳ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có ba giới này: có ba giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được ba giới này cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tùy kheo thiện xảo về giới. Nhưng Bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tùy kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai giới này: hữu vi giới và vô vi giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy hai giới này cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để tùy kheo thiện xảo về giới. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Cha. Nam mô Bụt Thà Cha, Nam mô Tham Ma Cha, Nam mô Sanh Kha Cha. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? À? Dạ cảm ơn quý vị. À, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. À, chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh. À, để Đức Phật Thánh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung, thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng.
Arahang Sama Samutho Phakawa Puthang Phakawantan Thakhiwa De Miswa Khato Phakawata Thammo Thammang Namasam Sukatipano Phakawato Sávakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhờ nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến cho chúng Đức Tăng quý công nữ cũng như Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Nên giờ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, thượng tọa sư phụ Tỳ Siêu đã có báo rằng là hiện nay ở chùa mưa quá cho nên vì vậy cúp điện không có vào không được. Dạ. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, nói về cái hữu vi giới và vô vi giới, hai pháp này chúng ta cần được gọi là thắng tri. Dạ. Có thể nói rằng là ở trong cái như lời của lời dẫn nhập của thượng tọa Diệu Đẳng, chúng ta biết cái giới này không phải là cái giới với cái biên giới, mà ở cái giới này tức là chúng ta hiểu về một cái cõi giới hay là một cái rộng khắp, nó biến cùng cao cả và lớn, chứ không chỉ ở một cái ở một cái nó bình thường, nó nhẹ như chúng ta hiểu biết. Ở trong cuộc sống này Đức Phật hiểu biết một cách toàn tri toàn giác tất cả mọi thứ, nhưng luôn ngày ngày rút ra cho chúng ta thấy được cái gì nó là quan trọng. Như trong kinh văn chúng ta thấy, dầu cho là 18 giới, 6 giới, rồi tất cả 3 giới, tức là những cái sắc giới, vô sắc giới, nhưng cuối cùng Đức Phật này tóm lại chỉ có còn có hữu vi giới và vô vi giới. Và cái nào mà chúng ta cần phải được thắng tri ở đây cũng nghĩa là như là chúng ta cần được hiểu biết và chúng ta cần phải được tường tận một cách rõ ràng. Thì hữu vi ở đây có nghĩa là cái pháp mà nó còn tồn tại, pháp còn tạo tác, pháp còn làm nhân làm duyên, hay là pháp có nhân sanh khởi. Như chúng ta nhớ lại ở trong bài, ở trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân cũng vậy, anh nhá con đánh nhá. Và cũng kính dân Phật lành đến chư tăng và đến toàn thể chư quý vị Phật tử, chúng tôi cũng mới vừa đọc xong cái tụng thuật về kinh chuyển pháp luân mà hôm nay làm gần một tuần và làm cho tới ngày 16, thì để mừng cái ngày mà Đức Phật vận chuyển bến xe pháp luân vương. Ngày nay đọc đến chúng tôi cũng liên hệ đến các bạn cũng phải có bài học như là An Nhạ, Kiều Đình, Trần Như, và con kính đảnh lễ sư phụ Tỳ Siêu đã quan lâm hộ tông rồi. Bây giờ kính thưa quý vị, thì cuối cùng khi ngày giảng thuyết về cảnh chúng pháp luân xong thì An Nhã Kiều Trần Như, An Nhã Con Đen Nhá mới hiểu biết rằng tất cả pháp có nhân sanh thời, các pháp sẽ có quả diệu của nó, hay là các pháp nào làm nhân sanh lên thì pháp đó thì nó sẽ có quả diệu. Thì đây chính là giá trị của hữu vi giới. Và cũng như thế thì kính thưa quý vị, nói đến hữu vi thì chúng ta biết là cái pháp nó còn tạo tác, cái pháp nó còn ở trong tam giới, hay là còn ở trong cái sự sanh tử lăn trôi mà trong cuộc đời chúng ta phải chịu một cái việc đó. Cuộc đời này vui buồn sướng khổ xoay quanh ở trong cõi giới này, ở trong cõi hữu vi này, tức là còn tạo tác, còn tiếp diễn, còn sanh tử, còn đau khổ. Thì còn ở cõi giới nói chung là còn ở cõi giới thì khi đó là sẽ còn đau khổ. Cho nên chúng ta thấy đến gọi là cái đó là cái pháp còn tạo tác, cái pháp còn là nhân sanh tử, mà chỉ có một pháp thôi, đó chính là cái pháp vô vi giới hay là pháp vô vi. Ở đây chính muốn nói đến niết bàn. Thì niết bàn là một trạng thái không còn cái sự tạo tác, không còn một cái sự sanh tử, không còn một trở lui trạng thái. Cho nên không bao giờ có một cái cõi chúng ta gọi là cõi niết bàn, không có.
Bởi vì cõi đó, cõi tức là ở đó nó còn hạn lượng của hữu vi giới. Hạn lượng của hữu vi giới đây có nghĩa là sanh về cõi đó thì phải tử ở cõi đó rồi phải sanh lại sau. Cho nên Niết bàn một trạng thái không sanh không diệt, một trạng thái tịnh tịnh vắng lặng, nó giá trị tuyệt đối như vậy. Và vì một cái sự không có, không có chấp có, cũng có chấp không, thì phải nó có thể nói hữu vi pháp nó điều đặc biệt, tức là vô vi cái không có chấp có, không có chấp không gì cả, mà cái sự vận hành của chính nó là như vậy. Bởi vì cái gì mà chúng ta chấp dầu cho ít nhiều hay là chúng ta ngụ trú thì phải ngụ đến đó, tức là sanh đến đó thì sẽ còn tử ở nơi đó. Bởi vì có sanh là có tử. Chúng ta biết nhiều lần chúng ta lăn trôi sanh tử trong tam giới, đứng trên cái nhìn của Phật pháp, tức là chúng ta sanh, chúng ta sanh từ cái cõi đời này qua cái cõi đời nọ. Thật là như vậy đó. Bởi vì sao? Nhiều khi do chúng ta không biết, do vô minh làm nhân làm duyên, chúng ta không thấy được, chúng ta không biết được. Chứ sự thật ra mà nói, cái vòng sanh tử, hôm nay chúng ta làm người, ngày mai chưa chắc chúng ta làm người đâu. Có thể chúng ta làm chư thiên, hay chúng ta đọa địa ngục, hay chúng ta làm ngã quỷ, làm bằng sanh Atula theo cái nghiệp duyên của chính mình đã tạo trong đời sống hiện tại, hay là đời sống hiện tại này, hay là do cái nghiệp trong quá khứ mà nó trợ tạo để chúng ta, để chúng ta sanh tử, chúng ta đau khổ. Thì kính thưa quý vị, cái ngày nào mà còn chịu sự hệ lụy của vô thường, của khổ não, của vô ngã, thì ngày đó cuộc đời này nó giới hạn và nó chóng qua và nó diễn biến hết sức là nhanh chóng. Kiếp con người của chúng ta 60 năm, 70 năm cuộc đời, chúng ta tạm gọi tức là cho tuổi thọ cỡ chừng đó. Rồi thì có những người có thể hơn 70, hơn 80, hơn 90, như đều cá thể ít thôi, chứ không có nhiều. Thì tới chừng đó, nhưng cuối cùng thì cũng không được nhiều hơn nữa đâu, chúng ta chết. Ít có ai mà vượt quá 100, ít có ai vượt quá 100. Và ở dưới chừng 90, 70, 80, mà như thế thì nó bị cái sự tàn lụi của hữu vi, hay là của bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã của các pháp hữu vi. Sóng gió nó thổi qua, kính thưa quý vị, cũng đủ cho mệt mỏi rồi. Một cái người phàm hay là cái người không hiểu biết Phật pháp á, khi mà thân này bị bệnh hoạn khổ đau, bệnh hay là bị nạn tai, bị tê, bị nhức gì đó, thì họ sẽ cảm thấy rằng cái cảm thọ này họ đang chịu khổ. Cái cảm thọ này là một cái điều họ không muốn, cho nên họ than, họ trách, họ tìm mọi cách để loại trừ nó, để đuổi nó, đuổi xô nó, mà bằng những cái thuốc hay hoặc những cái vật xoa như là dầu hay hoặc là thuốc men này nọ, vân vân. Có thể nói chúng ta trị liệu trong cái tạm thời, nhưng được rồi, cái sự tàn lụy của pháp hữu vi hay là của hữu vi giới này nó tới cho chính chúng ta, và chúng ta không thể nào mà ngăn cản được. Bởi vì sanh ra phải có gì? Phải có cái sự già, có cái sự bệnh, và cuối cùng phải có sự chết. Đó là một điều tuyệt đối. Và như thế, thưa quý vị, là chúng ta đau khổ nằm đúng. Một người hiểu biết Phật pháp, có cái trí tuệ thì nó đỡ hơn. Bởi vì còn hiện hữu của sắc quẩn này, của thọ quẩn này, của tưởng quẩn này, của hành quẩn này, của thức quẩn này mà chúng ta chịu đau khổ. Đó là tất nhiên. Sự hiện hữu của ngũ quẩn thì đau khổ. Mà ngày nào còn chấp ngũ quẩn thì ngày đó còn phải đau khổ, còn phải bị cái gì? Tức là cha thì bị đúc khang, gia thì bị đúc khang, hóa ra năm bị đúc khang, sô có ba đi đi qua đúc cái đồ mà nó số ba già xa.
Tức ngày nào mà chúng ta còn sợ, còn né tránh cái sự khổ thì ngày đó cái gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Cầu không thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, và cầu không được là khổ, muốn không được là khổ, vân vân. Thì ở đây chính là cái sự khổ đó nó hiện khởi lên rõ nét. Thì một người hiểu biết Phật pháp thì người ta tuệ trí, người ta thấy được rằng quả thật tại sao chúng ta khổ, bởi vì chúng ta có ái làm nhân, ái làm duyên, ước muốn. Mà ước muốn đó là nó liên hệ đến ngũ vi giới đi. Cái sự ước muốn, cái sự tầm tìm ở trong cái cõi giới này là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Nó còn một cái sự trú, cái sự ngủ ở một nơi. Như chúng ta thấy dầu cho là 18 giới, 6 giới hoặc là 3 giới thì ở trong cái cảnh giới đó nó đều bị một cái chữ hữu vi, tức là cái pháp mà nó còn tiếp diễn, cái pháp mà nó gây cho chúng ta, tức là cái pháp mà đưa đến khổ não, đưa đến sự vô ngã. Dù cho trong tam giới này chúng ta nhiều lần sanh về cõi trời, nhiều lần sanh về cõi giới phạm thiên sắc giới, và ngay cả phạm thiên vô sắc giới, nhiều lần tâm chuyến tình luân hồi, nhưng chưa bao giờ chúng ta được bước vào, được đi vào cõi vô vi, được vào cái vô vi giới, không được gọi là cõi, cõi niết bàn hay cõi vô vi, vô vi mà mới như là cõi, tức là có nơi chúng sinh trú, nơi chúng sinh ngủ. Và vì vậy cho nên còn hạn cuộc, còn bị hạn lược, còn phải bị bao trùm, thì chắc chắn rằng chúng sinh đó phải bị trầm luân sanh tử. Cái sự ra đời của Phật chính là trình bày để cho chúng ta thấy về cái hữu vi pháp này, và hãy tìm đến cái sự vô vi pháp này, hay là trình bày cái sự khổ và nói đến thì chúng ta biết cái sự đưa đến sự chấm dứt khổ. Nó cũng như ở trong cái kinh văn chuyển pháp luân, cho tới một ngày nào mà khi Như Lai chưa thật sự liễu tri, chưa thật sự đoạn diệt, chưa thật sự tác thành, chưa thật sự thành tựu, thì ngày đó ta không tuyên bố ta là bậc chánh đẳng chánh giác. Mà khi ta đã liễu tri, khi ta đã đoạn diệt, khi ta đã thành tựu và khi ta đã tu tập xong, thì ngày đó ta nói lên, giống tiếng trống lên cho tam giới này là đó. Dù cho đối với Sa Môn Bà La Môn, đối với chư thiên hay ma dương phạm thiên, tất cả không thể so sánh bằng được. Bởi vì sao vậy? Đây là giá trị chân lý mà tất cả chúng ta hoàn toàn, khi chúng ta sống chúng ta không biết cái sự hiện hữu của mình là gì cả. Chúng ta biết sống là chúng ta cứ sống, là chúng ta cứ tham muốn, chúng ta cứ tầm cầu cái điều này cái điều nọ, cho đến một lúc rồi nhất nam kha kẻ bất bình bừng cơn mất dạy thứ mình hay không, rồi sang cho mấy cũng rồi một kiếp nghèo giàu đến đâu cũng chỉ có một đời, đúng quả lẽ tử sinh nếu đủ kiếp người. Thì khi chúng ta hơi vừa dứt thì việc đời cũng sẽ chấm dứt. Mà cái sự vô thường của kiếp sống mình không thể là 50, 30, 20, 60, 70 được, mà do cái nghiệp duyên, do cái phước mình có tại hay không, do mình còn hiện hữu được hay không hiện hữu, đó là một vấn đề. Vì vậy cho nên người đệ tử phải hiểu rằng là giàu cho có nhiều người giàu có lắm, rất là giàu có, nhiều tiền của, người ta có thể mua được nhiều thứ nhiều điều, nhưng không mua được về cái sức khỏe. Nói một cách lớn hơn, người ta không thể thoát qua khỏi cái gì? Cái sự bệnh hoạn. Và người ta không thể thoát qua được cái chết. Ngày hôm nay khoa học
người ta tầm cầu rất là nhiều cái điều để tìm lại một cái gen hay là một cái mô còn khỏe, còn trẻ, còn mạnh mẽ để cấy vào cho những người già, nhưng điều đó nó cũng chưa có hiệu quả. Bởi vì vậy, bởi vì sao vậy kính thưa quý vị? Bởi vì không bao giờ làm được, vì cái đó chính là cái cũ vi giới. Đến người muốn từ trẻ mà biến lại thành, từ già mà biến lại thành trẻ, mà cái từ ở trong xương, ở trong tủy, trong cốt của mình, trong máu huyết của mình đi ra, nó mới tồn tại. Chứ còn chỉnh sửa chỉ là da nó nhăn bây giờ kéo cho nó căng, da nó dùng bây giờ chúng ta kéo cho thẳng, vân vân, thì cái điều đó chỉ làm chỉ là có thể nói là tránh né trong một giai đoạn thôi, một thời gian ngắn thôi, chứ không có thể tồn tại được, nó không có như tự nhiên được. Thì tiền bạc, tiền vàng không mua được, không mua được cái sức khỏe. Tiền vàng bạc không thể mua được cái sự sống trường tồn được. Cái sự chết, khi cái nghiệp đã đến, thì dầu cho bay vút lên trời, dầu cho đáy biển trốn thời được đâu, dù cho núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo, hay là không thể nào mà chúng ta có thể trốn tránh được khi cái nghiệp đã đến, thì không bằng cách này cũng bằng cách nọ thì chúng ta phải chết. Mà cái chết đó là do cái nghiệp duyên của mình thôi, do chính cái hữu vi, cái tạo tác này, mà do thân nghiệp, do khẩu nghiệp, do ý nghiệp, đời sống bình nhật của chúng ta hiện tại, hay là hậu báo nghiệp đời trước, nó đổ sanh về cho chúng ta mất đi cái mạng sống, mất đi cái sự sống của mình. Chúng ta thấy cả pháp giới này, bởi vì Đức Phật ra đời là người chỉ cho chúng ta tại sao hãy dừng bỏ đi, hãy buông bỏ đi. Cái cõi sống của mình nó rất là ngắn, 60 năm, 70 năm cuộc đời chỉ bằng một ngày của cõi tứ đại thiên vương, tiến lên nữa một ngày của cõi đau lợi. Và kính thưa quý vị, bằng hơi phút giây của những cõi phạm thiên, đối với con người nó ngắn ngủi như vậy đó, chỉ cần bằng một giờ, bằng một phút của cái cõi phạm thiên, nhất là các cõi phạm thiên thật là cao, nếu như là cõi cõi vô sắc nữa thì tuổi thọ họ đó càng lâu so với kiếp người của chúng ta có một chút xíu mà chúng ta có cần thiết phải oán hờn, phải gây đau thương cho nhau, cần thiết phải ganh đua oán hờn, có cần thiết phải giận nhau không? Ở đây một câu nói mà hết sức chân tình, mà đó cũng là sự thật. Kiếp này chúng ta gặp nhau của cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, huynh đệ, tỷ muội, hãy trân trọng cái giá trị hiện hữu với nhau đó. Liệu mai sau còn có gặp nhau được không? Bởi vì mọi người đi theo cái nghiệp riêng của chính mình, đi theo con đường riêng của chính mình, mà không ai có thể làm chỗ giúp đỡ cho chúng ta được, che chở cho chúng ta được. Chúng ta ra đi một mình trên cái tam nghiệp của chính mình đã tạo. Tức là nếu như chúng ta tạo cái tam nghiệp thiện thì sẽ là được hưởng cái quả thiện, mà tạo tam nghiệp ác, hưởng cái quả ác. Đó là kinh văn Đức Phật ngày dạy luôn đó. Tâm ý dẫn đầu, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như cắt căn ngô qua hà tô và đằng, như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Và ngược lại cũng vậy, tâm ý dẫn đầu, tâm ý tạo tác, tâm ý làm chủ. Nếu nói hay làm bằng hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau, cha gia qua hà tô và đằng, như là bóng không không rời hình. Đó là sự thật. Thì dĩ nhiên trong cõi giới hữu vi này chúng ta còn sanh tử, chúng ta làm sao tạo nhiều cái
cái điều thiện cho chính mình ở trong cõi hữu vi giới, ở trong cái hữu vi giới đó, mà chúng ta được một cái nghe cả cảm thọ lạc, cõi giới an lành, điều kiện tốt đẹp, để chúng ta mới có đủ cái điều kiện, đủ cái sức khỏe, đủ cái trí tuệ, đủ cái minh mẫn để chúng ta tạo các cái pháp độ, để chúng ta thành tựu đi về với cái thành tựu được cái vô vi giới. Chứ còn kính thưa quý vị, không dễ dàng, không dễ dàng đâu. Không phải chúng ta cứ làm có chút ít cái công đức hay tu có chút xíu rồi chúng ta sẽ thành tựu được, không phải như vậy. Mà mỗi con người mà cầu đạo giải thoát, cầu pháp giải thoát, hay là cầu đạt đến một cái trạng thái vô vi, tức là niết bàn đó, là chúng ta phải thực hành nhiều pháp độ, nhiều thiện sự, nhiều cái ba, tạo nhiều cái ba la mật độ của chính mình. Những hành động, lời nói và ý niệm của chúng ta nó không có bị cái sự hạn cuộc, cái sự giới hạn, mà không bị tác động do người, hay làm để cho người biết, hay làm cho như thế này ước vọng sanh lên chỗ này, sanh về chỗ kia. Bởi vì một người tạo cái nhân lành để về cảnh giới ác, để thành tựu được cái quả vị an lạc giải thoát, thì người ấy với hành động, ý nghĩ và việc làm, họ luôn luôn hướng tâm tới, do công đức này, do thiện sự này, hãy là nhân lành để kết quả giải thoát. Chỉ như thế thôi, không sanh về một cõi giới nào. Bởi vì sanh về bất cũng tử, vô thủy luân hồi của chúng ta, thì cái tôi vì chúng ta quá trời nhiều cái nước mắt, nhiều hơn bốn bể đại dương mà. Đã bao đời vô bể tang thương, quả thật như vậy, nước mắt này như là bốn đại dương, và thân xác này như là mũi non rừng rậm kia, thì chúng ta thấy cái sự sanh tử nó khủng khiếp lắm. Đó là nói đến kiếp người đó. Chứ còn nếu chúng ta sanh ở những cái cõi vứt, chẳng hạn như là địa ngục, bằng địa ngục rồi chúng ta la vân vân, thì những cái nơi đó thì kính thưa quý vị, nó lại càng lâu nữa. Cõi giới người nó rất ngắn, nhưng cõi giới của đau khổ là rất là lâu, thật sự là lâu dài ở trong cái cõi giới đó. Những thiện tâm chúng ta làm thì nó hạn cuộc, nhưng ác tâm của chúng ta thường thì nó nhiều, nó chất đầy, nó nhiều. Cho nên cũng không có trách trời, trời xa, trách xa trách gần gì, tại sao tôi bị như thế này mà tôi bị như thế nọ. Không ai mang tới cho ta ở cõi giới này, không ai có một cái quyền hành để mang tới cho mình khổ, mang tới cho mình nó bạc phận bạc phước, nó thiếu thốn, nó không được đầy đủ, không ai ban bố cả. Mà chính do là một thượng đế cho chính mình, cũng chính mình là một đồ đệ, chính mình là một tội nhân của mình đã tự tạo, chứ không có một ai mà dán cho ta, ban cho ta và dán quả cho ta, mà chính là quả hay là phước cho chính mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không hiểu thôi, chúng ta lo sợ, chúng ta cứ tưởng rằng một người nào đó dán quả ban phước, dán quả cho chính ta, chứ sự thật ra không có sự ban phước, cũng không có sự dán quả cho chính ai cả. Mà chính tự mình hiểu được cái giới bước đó, mình tự mình hiểu được cái hành động, việc làm, cái sự suy nghĩ, cái hành động của mình, cái sự suy nghĩ của mình và cái ý niệm, tức là tâm tư của mình, đã tự nung nấu và đã tự xây nên một cái
cái điều tốt, một cái điều xấu, một cái điều hay, một cái điều dở gì đó, vân vân. Tất cả là do chính chúng ta thôi, không ai tạo cho chúng ta cả. Mà tại sao chúng ta hay có một sự ỷ lại? Bởi vì mình lo sợ, mình sợ sệt cho nên mình cứ tưởng đâu là ông thần này, cái bà chúa nọ coi như là ban cho mình, chứ sự thật ra tự mình, chứ không ai cả. Ở trong cái cõi giới hữu vi này, trong cái sự sinh tử của chính chúng ta, là như hồi nãy chúng tôi nói đó, hành động thiện ác là do tự mình, do tâm của mình. Và từ chỗ đó rồi thân khẩu ác, tâm của mình hướng tới tốt đẹp thì thân lành khẩu lành đưa đến kết quả lành, không ai. Kính thưa quý vị, trong cái hữu vi giới này, nó là một sự phối hợp, là một sự xúc tác nhân quả tiếp diễn từ trạng thái này đưa đến trạng thái nọ. Từ tâm ác thì một dòng chavana động lực ác, nếu như tâm này là một tâm thiện thì một dòng động lực thiện. Nhân quả nó liên quan tương sinh, như là coi như là chúng ta biết là trong cái 12 duyên đó, cái này có mặt thì cái kia có mặt, thì đó chính là cái trạng thái của hữu vi giới đó. Cái vô minh có mặt thì, kính thưa quý vị, là vô minh nó hành có mặt, mà hành có mặt thì thức có mặt. Thức thì danh sắc chia lùng nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, ái duyên thủ, thủ duyên ngũ duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Và thế là lão tử sanh như già chết sầu bi khổ ôn não nó tiếp tục. Và trong cái một dòng tiếp nối nó là như vậy, cho đến hạn cuộc. Như chúng ta thấy Đức Phật đã nói, cho đến khi nào mà nhìn thấy một cái giá trị của hữu vi giới một cách tường tận, ngay cả 18 giới, 6 giới, là ngay cả cảm thọ của nó kia nữa kìa, thì cái đó là vị ấy tuệ tri như vậy, liễu tri như vậy. Nhưng nó có hai giới cuối cùng ngày xác định lại là hữu vi giới và vô vi giới. Đó chính là một điều mà cần phải được thắng tri. Và như đã nói, hữu vi giới, vô vi giới ở đây là một trạng thái nó không còn một cái hạn cuộc, một trạng thái không còn bị bao phủ, một trạng thái không còn à, cái sự chấm dứt, cái sự sanh khởi một pháp một nơi nào cả. Bởi vì chúng ta nói thường thường á, trên tinh thần giáo lý của nhà Phật á, không có dạy ai sanh về một cõi giới nào mà cõi giới đó nó vĩnh hằng. Sự thật ra đây không phải là cái gì cả. Ở trong kinh điển nguyên thủy, Tam Tạng kinh điển, không có cõi giới, không có cõi Tây Phương. Cõi Tây Phương thì được xem cũng như là cái cảnh giới cõi giới chư thiên thôi, như là một cái cảnh giới của chư thiên, tức là được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc ở trên đó. Cho nên chúng ta nguyện sanh về cõi Tây Phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi, thế này thế kia, cái đó là ngôn từ của người sau đã chỉnh sửa, đã sắp đặt như vậy. Chứ sự thật ra Đức Phật này không dụ, không biểu, không bảo chúng ta về cảnh giới đó, mà Đức Phật kêu chúng ta thực hành một cái gì, cái trạng thái vô vi giới đó, tức là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Bởi vì cõi, như hồi nãy chúng tôi đã nói, cõi tức là chúng sinh nương trú ở nơi đó, mà nương trú nơi đó tức là sanh đến đó thì sẽ tử ở nơi đó, sẽ bệnh già chết đó. Bởi vì còn cái gì, còn cái sanh, còn cái già, còn cái bệnh, nó mà sanh đến thì phải già đến. Khi nào mà tâm sanh thì cũng vậy, sắc sanh cũng vậy, và có sanh trụ diệt, sinh tiến dị diệt, phải đi qua cái trạng thái này. Mà chúng sinh ngủ, chúng sinh ở nơi đó thì cũng là sai lầm, cũng là không đúng cái tinh thần, cái yếu tố của Phật Pháp. Mà cái vô vi giới này là một trạng thái không có khổ đau, không có sanh tử, không có vui, không có buồn. Thế mà cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, thế mà có lạc thọ thời phải có khổ thọ, thế mà có sanh ắt phải có tử, có ngày
thì phải có đêm, có nóng có lạnh, có sanh có tử, có sáng có tối. Chúng ta thấy, bởi vì cho nên đó, tu nó không có cái gì trơn à. Nhưng nếu để tìm giải có cái gì, nó không có đơn giản. Không phải là không có, cũng phải không không có, mà cũng không phải có, mà cũng phải không. Không phải có. À, đây là một từ ngữ, chẳng qua là người ta nói về cái tánh không thôi. Những điều mà sự thật ra ở đây chỉ xác định là một trạng thái như thế, còn cũng không nói có, cũng không nói không, mà chỉ một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, một trạng thái không còn khổ đánh tử. Hết cuộc đời là cái bộ sáng như thế còn hiện hữu. Bây giờ trong cõi dứt, trong cõi đời này, chút xíu tôi về ngồi chút xíu đi, ngồi sinh hoạt trên đây thôi một chút xíu, và chúng ta rời ở nơi đây, không biết bao nhiêu là điều vui, cũng không biết bao nhiêu là điều buồn nó sẽ tới cho ta, hay là một trạng thái bình thường, và chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Mà chúng ta luôn luôn muốn được cảm thọ lạc, tránh né cảm thọ khổ. Chúng ta luôn luôn muốn vui mà tránh đi cái buồn, luôn luôn muốn cái sự an lành, cái sự tốt đẹp mà chúng ta sợ cái sự bất ổn, cái sự không lành. Mà cuộc đời có cái này là có cái kia, được mất, có không là giá trị tuyệt đối trong như thế đó mà tu. Bởi vì chúng ta thấy đối với các bậc thánh đó, cái tâm khổ của các ngài cũng như chúng ta có, nhưng cái tâm của ngài cũng như chúng ta, nó khác hơn mình. Thì cái cảnh giới mà gọi là vô vi đó, nó không còn một cái xúc phát, cái tâm phân biệt, cái tâm cảm thọ lạc, cảm thọ vui mà rất là bình thường. Thì chúng ta nhớ có một lần mà khi mà Đức Phật này đi khất thực đó, là bao nhiêu ác ma mới là chặn đường, coi như là gây cái sự khó khăn cho Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật này không có vật thực, chắc là ngài sẽ đau khổ, không phải, ngài sẽ đói, ngài sẽ có khổ. Và thật Đức Phật này xác định với ác ma rằng tâm ta luôn luôn an lạc như trời phạm thiên, cái sự an lạc nó còn gấp trăm gấp ngàn lần. Ác ma chặn đường được cõi người chứ không có thể chặn được các vị chư thiên mà cũng dường Đức Phật. Đức Phật thì đâu có thiếu cái gì, ngài không có bị một cái gì mà có thể cản trở được, làm cho ngài nó không như ý các tưởng tượng. Có sự tuyệt đối, có sự vẹn toàn chính là Phật. Cho nên chúng ta là người tu tập tầm cầu đi theo con đường của Phật, là đi theo Phật để đạt được cái trạng thái vô vi giới, tức là trạng thái niết bàn. Đó là những thứ chúng ta nhớ Đức Phật ngày dạy chúng ta đó. Cuối cùng thì cái gì cũng vậy, cũng chỉ cái gì, cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng, cái trạng thái không còn sanh tử, không còn khổ đau, không còn phải trở lui trạng thái này nữa. Thì đó chính là mục tiêu và chính là mục đích mà cái ý muốn của Đức Phật ngày mong muốn tất cả chúng sinh chấm dứt cái sự sinh tử khổ đau như ngài đã chấm dứt sinh tử khổ đau, chia sẻ và sự cất bước hoằng dương độ đời của Đức Phật cũng không ngoài cái chuyện này. Những chúng sinh có mắt có thể ít vướng bụi trần. Ít vướng bụi trần đây là chúng ta tạo nhiều cái pháp độ, và chúng ta tạo nhiều cái pháp độ để chúng ta thực hành được, để chúng ta thể nhập được, để chúng ta tác chứng được, để chúng ta thành tựu được, và chúng ta kết quả được, đó chính là sự tịch tịnh, sự vắng lặng, sự không còn sanh tử khổ đau, sự trầm luân đời này và đời nọ được. Cho nên hôm nay cái gọi là cái hữu vi giới và vô vi giới, tức là trạng thái còn sanh tử, trạng thái còn hiện hữu, trạng thái bị tiếp diễn đau khổ, bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị sự vô ngã chi phối,
Và cái vô vi giới đây tức là trạng thái của Niết Bàn. Còn trạng thái không còn sanh tử khổ đau, không còn sầu khổ, không còn trở lui cái trạng thái sanh tử đau khổ ở trong tam giới này nữa. Đó chính là hai cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài gọi là hai cái pháp cần được thắng tri. Và tất cả các thầy vị khéo, tất cả những người đệ tử của Ngài cần phải hiểu biết, mà cần phải được thành tựu hữu vi giới và vô vi giới, và đặc biệt tức là thành tựu được vô vi giới. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy, chắc chắn rằng sẽ cần cái sự thảo luận của Đức Tăng để cấp mình biết hơn nữa. Nếu có điều chi sẽ tất, kính cũng mong cho Đức Tăng cùng đại chúng quan nghĩ cho. Kính dân Phật cũng làm những lời tới cho đại chúng quan thức những điều của Thánh Pháp. Mong tất cả chúng ta được an lạc, được thắng hóa trong Phật Pháp. Nam Mô Bố Tha Giá, Mô Tha Giá, Mô Sanh Khà Giá. Sa thủ kính trưng, thưa tọa chư vị. Bậc thưa tọa tiểu sư, thưa tọa có ở trước máy, thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa tiểu sư nghe được kính trưng, thưa tọa đợi cho cô thảo luận luôn được. Dạ. Mà thưa tọa tiểu sư, có nhiều người học pháp đó, quan niệm rằng chấm dứt hữu vi pháp, tức là vô vi, là sự chấm dứt của sức của hữu vi pháp. Nhưng mà nếu chỉ đơn thuần là chấm dứt hữu vi pháp thì mình có thể gọi là hữu vi là một pháp bốn pháp không, hay là cái định hữu vi pháp á tương là nó rất là hạn chế khi mà chúng ta định nghĩa về cái tịnh. Nam mô Phật. Lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, chúng thỉnh văn lễ tượng Phật. Kính bạch chư, trong câu thảo số 1 nêu ra một người quan điểm rằng sự chấp nhất hữu vi pháp tức là vô vi pháp. Nếu đơn thuần là sự chấp nhất hữu vi pháp thì có thể gọi là một trong bốn pháp chân lý không. Ở đây quý vị, trong cái câu nói á, nếu đơn thuần là sự chấp nhất hữu vi pháp thì có thể gọi là một trong bốn pháp chân đế chăng? Cái câu này thì chúng tôi không có rõ lắm ạ. Nó vấn đề như thế này, ở trong một pháp xuất thì xuất ly hay là xuất ly các pháp hành á, hành á thì đi sẵn cái gì phong vi
pháp hành ở đây tức là pháp vô vi. Và sự xuất chấm dứt các pháp vô vi thì đó là niết bàn, là vô vô vi pháp. Bởi cái chữ hữu vi và chữ vô vi, một cái là có, một cái là không, một cái là có bị tạo, một cái là không bị tạo. Cho nên khi dứt hữu vi pháp tức là vi pháp, thì chúng ta nghĩ rằng là một sự đơn thuần, không phải là một cái nghĩa đối lập ở nhau. Đây vì theo trong ốc cái tâm bát thế sa ngã thắng pháp còn yếu lượng thì bốn pháp chân đế là chitta cittasika rupa nipana tâm tâm sát pháp niết bàn gọi vậy. Nhưng mà ở trong bộ thanh ni, tức là bộ thứ nhất của mấy bộ ví dụ pháp, thì khi mà liệt kê cái nào có liên quan đến niết bàn thì ngay cái từ gọi là vô vi giới. Vô vi giới, vậy thì vô vi giới đó sử dụng để gọi cho niết bàn, cho nên vẫn có thể gọi đó là một trong bốn pháp chân đế, chứ không có cái gì là không thể gọi được. Cho nên ở đây đó, cái sự chấm dứt hành hay là sự các hành niết bàn là vô vi giới. Và vô vi giới hay niết bàn là một trong bốn pháp chân đế thì điều này sai. Chúng ta xin thầy bất thiên thuật tuyệt siêu trong bài kinh hôm nay đó, chúng ta có câu Phật ngôn. Câu Phật ngôn này thì cũng ít có người để ý đến, nhưng mà câu Phật ngôn này thực sự rất là cần để chúng ta nói rõ. Ở trong câu Phật ngôn nó hy vọng rằng post quý vị Phật tử đọc được. Cái gì sanh khởi này các tỳ kheo, tất cả những sẽ sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Câu ấy nên hiểu được hiểu như thế nào? Phàm có những thất vọng gì sanh khởi này các tỳ kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi này các tỳ kheo, tất cả hoạn nạn ấy sinh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Ví như này các tỳ kheo, tia lửa từ trong ngôi nhà bằng cỏ thiêu cháy, nhà có lầu gác được cát trong cát ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt gài kỹ, có chốt đóng cửa sổ đóng kỹ của vị này các tỳ kheo. Phàm có những sợ hãi gì sinh khởi này các tỳ kheo, những sợ hãi ấy sinh khởi cho người ngu, không phải sinh khởi cho người hiền trí. Phàm có những thất vọng gì sinh khởi này các tỳ kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi này các tỳ kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Như vậy này các tỳ kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Này các tỳ kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho người hiền trí. Do vậy này các tỳ kheo,
chúng ta sẽ thành người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu. Như vậy là các ông cần phải học tập. Và khi được nghe như vậy đó, thì tôn giả Ananda bạch với Đức Thế Tôn: đến mức độ nào, bạch Đức Thế Tôn, là vừa đủ? Đến mức độ nào, bạch Đức Thế Tôn, là vừa đủ để nói tỳ kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu? Thì Đức Phật trả lời là: cho đến khi này Ananda, tỳ kheo thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ phi xứ, cho đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ để nói tỳ kheo là người hiền trí, biết suy tư nhiều. Rồi Tôn giả Ananda mới hỏi Đức Phật là: cho đến mức độ nào gọi là vừa đủ để nói là một vị tỳ kheo thiện xảo về giới, và như vậy chúng ta có bài kinh đa giới? Thì bạch thưa tôi, Quán Hỷ chia sẻ một vài cái suy tư tại sao khi mà Đức Phật ngài nói rằng phàm ở đời mà có cái sợ hãi, có cái thất vọng, có hoạn nạn, thì cái đó chỉ xảy ra đến đối với người ngu chứ không đối với người trí. Chúng ta hiểu sao về câu đó? Câu đó có phải là cái sự sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn bình thường hay không? Hay là nói đến một cái vị có cái tuệ giải thoát và vị không vô văn phàm phu không tuệ giải thoát? Xin thỉnh thượng tọa Quang Hỷ, thỉnh thượng tọa Quang Hỷ giảng rõ cái điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái đoạn kinh trên và cái lời nói này của Đức Thế Tôn, chúng ta cần phải được hiểu cái nỗi sợ hãi, cái nỗi thất vọng nó thuộc về phiền não sân, sân tâm, gọi là đô sa mô la chi tá. Mà cái sự phiền não đó chính do cái sự không như lý tác ý mà nó sanh khởi. Nếu như có như lý tác ý yoniso manasikara thì phiền não đó không sanh khởi. Và yoniso manasikara, cái sự như lý tác ý hay khéo tác ý, thì nó chỉ có đối với người trí, chỉ có người trí thì mới là như lý tác ý được. Còn kẻ ngu thì không có như lý tác ý. Và chính vì vậy mà Đức Thế Tôn nói rằng là phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, những sợ hãi, những sự sợ hãi chỉ sanh khởi cho người ngu chứ không sanh khởi cho người trí. Bà Nita ta thì câu nói chúng ta thấy là dễ hiểu. Chúng ta lấy một cái ví dụ, như một người gan dạ và một người không gan dạ, một người gan dạ thì khi họ đi bất chợt, họ gặp cái gì
gặp một con sâu ở trên lá cây ở dưới chân chẳng hạn, khi họ nhìn thấy thì họ giật cái chân ra, họ không có giật mình, không có hốt hoảng như là cái người mà yếu tinh thần. Cái người yếu tinh thần khi mà họ đang đi như vậy, cái họ nhìn xuống đất thì có một con sâu nái to nó đang đậu trên cọng cỏ rất gần cái chân của họ. Thì lúc bây giờ họ vừa hét vừa nhảy dựng lên. Thì như vậy chúng ta thấy một người hốt hoảng là một người yếu tinh thần, còn một người vững tinh thần thì người đó không có hốt hoảng khi mà gặp cái cảnh đó. Cũng như thế nào thì ở đây cũng vậy, người trí do nhờ cái sự khéo tác ý biết suy tư theo pháp, do đó nên những cái sự cái tâm trạng sợ hãi hay là những tâm trạng thất vọng sẽ không sanh cho cái người người trí, vì họ biết suy tư, biết suy nghĩ làm như thế nào để thấu triệt được cái hoàn cảnh đó mà không có sự lo âu, không có sự sợ hãi. Còn cái người thiểu trí, họ không biết cách suy tư, do đó khi mà gặp cảnh như vậy thì họ sẽ giật mình, họ sẽ đau khổ, sẽ thất vọng. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Ở đây tất cả những gì mà Đức Phật đã nêu ra thì nó thuộc về lý cả. Nhưng ở đây có một cái câu nói mà chúng tôi vì bất chợt ở trong cái bản dịch, cái bản dẫn chứng chưa tìm thấy Bali, do đó cho nên chúng tôi chưa có thể xác định được. Vì cái câu hai câu trước thì dễ hiểu rồi, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, phàm có những sự thất vọng gì sanh khởi, thì hai cái đó chúng ta thấy người trí gặp cái gì họ cũng khéo tác ý suy tư, cho nên họ không có sợ hãi. Khi mà cuộc sống xảy ra vô thường biến hoại, vật đổi sao dời, có thịnh có suy, họ biết như vậy cho nên họ không có thất vọng. Còn cái người thiểu trí thì họ thất vọng. Nhưng mà riêng về cái chữ hoạn nạn đó, phàm có những hoạn nạn gì sinh khởi, những hoạn nạn ấy sinh khởi cho người ngu cũng phải sinh cho người trí. Câu này chúng tôi thật sự là chưa có dám xác định để mà trả lời được. Bởi vì cái chữ hoạn nạn đó, để xem có cái từ dùng như thế nào, từ Bali như thế nào, và cái bản dịch dịch ra chữ hoạn nạn, thì chúng ta thấy ở đây người trí cũng có thể gặp hoạn nạn, kẻ ngu cũng có thể gặp hoạn nạn, chứ không phải là hoạn nạn chỉ xảy ra cho người ngu mà không xảy ra cho người trí đâu. Nếu chúng ta dùng cái chữ hoạn nạn đúng nghĩa từ cái chữ hoạn nạn đó thì ở đâu được. Sự sợ hãi sanh khởi cho người trí, không sanh khởi cho người trí, chỉ sanh khởi cho người ngu, thì cái đó thì đúng. Sự thất vọng chỉ sanh khởi cho cái người ngu, không sanh khởi cho người trí, thì cái đó là đúng. Nhưng mà cái chữ hoạn nạn còn phải xác lại cái gì để xem có cái từ đó như thế nào. Bởi vì thường thường ở trong các cái bản tin, các bản kinh mà được trích dẫn để giải cho cái đề tài bài học đó, thì vẫn ít có khi nào mà thường thời nhân đẳng dẫn ra Pali, hay là chúng tôi bất chợt thì chúng tôi không có tìm được, chưa có tìm được. Bây giờ phải đi tìm ở trong
Bài kinh Đa Giới Trung Bộ thì mất thời gian quá, nhưng mà nói chung chung vậy, chỉ có cái từ hoạn nạn, cái từ chúng ta cần phải lưu ý, cái từ này nó chưa có đúng hẳn, cái từ này chưa có đúng hẳn, chứ còn hai từ kia tức là cái sự lo âu và cái sự sợ hãi đó thì đúng như vậy. Vì sự lo âu, sự sợ hãi, tất cả cái đó đều là một cái trạng lẽ, trạng thái phiền não bất thiện cả. Và bất thiện pháp mà sinh khởi lên là do không có sự khéo tác ý. Mà người không có khéo tác ý thì người đó gọi là bà lát, người ngu. Còn cái sự dư lý tác ý nó khởi lên cho người trí, cho nên người trí không có sợ hãi, không có thất vọng. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng mời đánh về Nam Mô Thầy. Sao thú kiến trưng thừa tọa tiểu siêu. Mà thừa tọa tiểu siêu, thừa tọa quá khỉ nói rõ là cái chữ mà tha tú mà chỉ là giới ở đây đó. Ví dụ như là mình nói về hữu vi giới thì chữ tha tú mình có thể dễ hiểu, nhưng mà nói về vô vi giới thì cái chữ tha tú mà ở trong cái vô vi giới, chữ tha tú đó nên được hiểu như thế nào? Xin kính thỉnh thừa tọa quan hệ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nha. Kính bạch chư tăng, cái thứ vị chữ tha tú, chữ tha tú nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà xài cho cái nghĩa gọi là sankhata tha tú, asankhata tha tú là hữu vi giới và vô vi giới, thì cái chữ tha tú ở đây đó cái gì mà nó có cái bản thể, nó có pháp thực tính sập phà quá, và cái đó cái bản thể hay cái thực tính đó là phi chúng sanh ni sato ni chi vô sunyo, thì cái đó gọi là tha tú. Chúng ta thường nghe nói là chữ như hữu vi giới là cái bản chất của pháp hữu vi, cái pháp hữu vi có bản chất, nhưng mà chúng ta lấy cái chữ bản chất để chúng ta hiểu cho cái pháp hữu vi đó, có đôi khi chúng ta lại không có ưng ý. Nhưng mà ở đây đó thì cái chữ tha thú được dùng xài trong mọi trường hợp để chỉ cho tất cả những gì mà nó thuộc về cái pháp thực tính, cái pháp chân đế được gọi là tha thú cả. Vì cái chữ tha thú đó là chỉ nói lên một cái ý nghĩa duy nhất, tức là cái gì nó có bản thể thực tính mà không phải là, không phải gọi là chúng sanh chế định, cũng không phải là một cái linh hồn hay là một cái chi chi hết. Nếu sato nếu chi vô sự nhô,
chỉ là một trạng thái rỗng không thôi, thì cái đó chúng ta gọi là tha thú. Thí dụ chúng ta nói đến cái bàn, cái ghế, thì cái danh từ bàn hay ghế đó được xem như là chúng ta có cái sự giả lập thực thức một cái tên gọi. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nghĩ đến dù cho cái bàn hay cái ghế, tất cả nó đều từ một cái nguyên liệu là gỗ, chỉ là một cái nguyên liệu là gỗ, thì cái nguyên liệu đó đó chúng ta hiểu như là một cái tha tú, một tha tú. Bởi vì đối với ghế thì cũng có bốn chân, nhưng mà cái mặt ghế thì nó nhỏ hơn chút thôi, có bốn chân để ngồi tựa, để ngồi. Còn cái bàn thì nó cũng có bốn chân, nhưng mà cái diện tích mặt bàn thì rộng hơn chút, người ta không để ngồi mà người ta để đựng cái bình trà, để chứa lên cái bình trà hay là chén bát vài ra ăn uống gì đó, cái này gọi là cái bàn. Cho nên giữa cái bàn và cái ghế thì cái sử dụng nó khác nhau, nhưng mà là chung quy lại nó đều là một cái nguyên tố, một cái nguyên chất là rỗng, đơn thuần chỉ là pháp thực tính thôi. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái chữ giới ở trong vô vi giới đó, thì chúng ta hiểu đó là cái chữ tha thú. Và cái gì mà nó có bản thể sắc pha quá thì cái đó chúng ta gọi giới. Chứ chữ giới này không phải là giới luật, không phải là giới hạnh, không phải là chữ giới xì lá. Chúng tôi xin được chia sẻ cái câu Tâm Lượng Sư Ba và Thượng Tọa Diệu Đẳng vừa nêu về Nam Mô Tha Nhã. Sa thủ kính đức thì tôi tổ sư. Thưa quý vị, như vậy cái chữ vô vi giới đó là chúng ta nên hiểu đó là cái thực tính hay cái bản chất, chứ chúng ta không nên hiểu đó là nguyên tố. Tại vì nếu tha thú đó mà hiểu là nguyên tố đó thì thưa quý vị, pháp vô vi không là pháp vô vi. Bây giờ thì xin được thỉnh Thừa Tọa Pháp Tân. Thừa Tọa Pháp Tân có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thừa Tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thừa Tọa trả lời cho câu thảo luận số 4. Thừa Tọa Pháp Tân, ở trong kinh nói rằng với một cái người tu tập mà cái nhận thức là cái gì thường nhận là vô thường, cái gì lạc nhận là bất lạc, vô ngã nhận là vô ngã đó, thì cái nhận thức đó nó cần đến tuệ giác, chứ không thể nào mà chúng ta có thể chấp nhận cái đó bằng cái sự suy tư bình thường. Thì tại sao vậy? Tại sao cái vô thường mà chấp nhận là vô thường, khổ bất lạc mà chấp nhận là bất lạc, vô ngã trong vô ngã mà nó lại là nó lại được hiểu là cần đến tuệ giác? Kính thỉnh Thừa Tọa. Và xin thỉnh Thừa Tọa tuệ sư đi nghỉ. Kính thỉnh Thừa Tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín. Nhà kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều này thì con nghĩ rằng với một cái người tu đó, thì mình nhìn về cái gì, bởi vì trong cái đời sống thường ngày của mình á, thì nếu một người bình thường thì người ta nhìn với những cái gì thường là nghĩ trong cái
ít có khi mình nhìn được cái thực tính đó. Tại vì mình, ví dụ như mình vui ở trong cái cuộc vui nào thì mình nghĩ nó chắc chắn như vậy, ít ra thì trong một thời gian nó cũng tồn tại, rồi một lúc nào đó thì mình cũng nghĩ rằng ít ra thì cũng có cái niềm vui, cái niềm vui. Rồi lại có khi đó thì mình lại nghĩ rằng là thật sự là có một cái gì đó nó nói lên cái của mình, cái tôi của mình. Thì con nghĩ rằng trong một cái suy nghĩ chung đó, thì ai đa phần là người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà trên phương diện tu tập đó, thì pháp của Đức Phật dạy về những cái gì mà gọi là vô thường, thì nói đến những cái thực tướng của nó. Và trong một cái suy nghĩ thường á, thì mình cũng có một cái suy nghĩ chưa có nói đến những cái tuệ giác đặc biệt, tuệ giác của tâm siêu thế, mà ở đây nói đến những cái trí thông thường, thì mình cũng có một phần nào đó để nghĩ rằng vạn vật trên cuộc đời này, trên cuộc đời này thì nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn thay đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái khác. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là chỉ có cái tệ giác, bởi vì nếu mà mình nói rằng với cái người tu thì mình cần có chánh niệm và tỉnh giác, để rồi đến một lúc nào đó cái tuệ giác của một cái người đó, một vị hành giả có thể sanh khởi đó, thì mới thấy được tường tận và trong khoảng khắc ngắn ngủi nhất trong cái sự biến diệt của tất cả pháp hữu vi, trong đó nó coi là có thân và tâm của mình. Bởi vì thường là chấp thường, chấp còn cái gì đó nó trường tồn, nhưng mà sự thật là nó luôn luôn thay đổi. Dù bất cứ một cái vật gì thì mình thấy nó cũng là thay đổi. Mà cái ngắn nhất là mình nhìn vào thân và tâm của mình. Mà một cái người mà có cái tuệ giác thì mới thấy được cái vô thường ở trong danh và sắc, trong thân và tâm của mình. Nếu mà không có cái tuệ giác thì cũng khó thấy được. Còn gì khi mà nói đến cái điều khổ đó, thì rõ ràng thì có khi mình chấp nhận cái khổ nó làm cái lạc, cái vui. Nhưng mà sự thật thì không có một cái gì mà nó lại lạc, nó lại là vui hết tất cả. Bởi vì cái vui mà mình thấy đó thì nó cũng sẽ rồi không còn. Và cái gì nó có mà nó mất thì nó cũng không còn. Có nó mất đi cũng không còn. Do cái tính chất có mà mất đi đó, thì nó tạo nên cái sự khổ. Bởi vì ít ra thì còn biến hoại, còn thay đổi, còn có mà mất, những cái trạng thái có mà mất đó. Cho nên là mình thấy nó rất là khổ cả ở trong cái thân và tâm của mình. Thân và tâm của mình. Thì với một cái người mà tu tập thì làm sao mình có một vị trực giác để rồi mình thấy rõ, biết rõ những điều đó qua cái đời sống tu tập bằng cái phương pháp chánh niệm và tỉnh giác của một vị hành giả. Đến một lúc nào đó thì mình mới thấy rằng là vạn vật ở trên cuộc đời này thì nó luôn luôn là nó có sự bất lạc. Nó không có cái sự vui nào mà nó tồn tại. Chỉ có những cái trạng thái thay đổi thôi. Ví dụ như mình từ ở cái trạng thái này sang tới trạng thái khác. Từ ở cái trạng thái của cảm thọ. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là do cái thay đổi của trạng thái của cảm thọ đó, cho nên là bản thân của thân và tâm thì nó không có cái gì mà nó là lạc được hết á. Nó là sự khổ. Bởi vì
cái hiểu chung nó là nó cái sự hiện hữu của vạn vật trên cuộc đời này là pháp hữu vi. Rồi một người mà thấy rõ để về bản chất của nó, không có cái cốt lõi, không có cái tự ngã, không có cái tôi trong đó, thì thường thường là chấp nhận có cái tôi trong cái nghĩ, cái nghe, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái đụng, cái suy tư. Thì con nghĩ rằng do mình chấp rằng có cái tôi trong đó, tôi thấy, tôi nghe, là tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ, từ cái chấp đó đó nó dẫn tới cái điều mà mình thấy nó có một cái gì đó nó vĩnh hằng. Nhưng mà sự thật ra thì cái mà mình suy nghĩ nó cũng là cái sự tổng hợp của kết hợp của các cái thành phần danh vững mà thôi. Rồi cái mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó thì nó liên quan đến cái việc mà mình vừa tâm thức mà vừa là bằng sắc pháp danh và sắc này, thì cái đó nó không có cái gì mà cốt lõi hằng hữu ở trong đó hết, mà chỉ có cái tuệ giác của một vị hành giả tu tập đó, đến một lúc nào đó thì cái đó mới nhận biết rõ được những điều đó. Những điều đó còn đương không bình thường thì có lẽ là cũng khó mà nhận ra, và chỉ có cái tuệ giác thì mới thấy rõ chân thật, cái tính chân thật của nó, cái sự sanh diệt của danh và sắc này, của cái sự bất lạc của danh và sắc này, và cái sự không có cái cốt lõi hằng hữu ở trong cái tôi, cái ta này. Thì ở đây con nghĩ rằng bởi bản thân của chúng sanh phàm phu thì lại có những cái phinh hướng theo cái ngã chấp, do cái ngã chấp đó mà thường tạo ra cái khổ ở trong cái đời sống, khổ trong đời sống. Và vì vậy cho nên là cái cách tu thì con nghĩ rằng chỉ có đến lúc nào một vị hành giả mà có được cái tuệ giác thì cái gọi là cái trí mà để thấy như chân như thật, để phá bỏ được cái ngã chấp, mới chấp nhận được một cách rõ ràng về sự khổ, về cái sự biến hoại vô thường của thân và tâm này, của tất cả các cái pháp hữu vi này. Thì con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì cần định Thượng Tọa bổ túc thêm. Sa thu ký trưng thư tổng pháp tính. Đại đức pháp tính có ở trước máy không? Nếu đại đức tính nghe được, xin đại đức tính hoàn hỷ trả lời cho câu thảo luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính nghe được không? Thượng tọa tự quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự quyền, thượng tọa nghe được không? Dạ, thì tôi tư quyền, chúng ta thấy rằng khi mình nói pháp hữu vi đó, mình nói đến cái pháp do duyên hay là do điều kiện tác thành. Khi mình nói các pháp mà do duyên và điều kiện tác thành thì điều đó mang ý nghĩa như thế nào đối với người Phật kính thỉnh thì tôi tư quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Giá Thời cũng nghe rồi. Cảm ơn quý vị. Có cái lễ đến Phật tử của người Phật tử. Và hỏi rằng pháp hữu vi là pháp do duyên hay điều kiện tác thành. Người Phật tử nên xem cái ý nghĩa đó là điểm nào quan trọng. Thì kính thưa toàn thể quý vị, như chúng ta đã biết,
pháp hữu vi là pháp tạo tác, pháp do duyên, mà do nó có duyên mà nó tác thành. Thì cũng như thế, thì cái còn hiện hữu, cái còn xuất hiện trên cuộc đời này, đó là do cái duyên. Cái duyên của cái gì? Cái duyên của sanh, cái duyên của sự xuất hiện, cái duyên của cái sự bắt đầu. Cái gì bắt đầu thì cái đó phải sẽ có kết thúc. Mà khởi mà có nhập thì phải có xuất, có đóng thì phải có mở. Thì có mở ra thì cũng có, phải sẽ có đóng vào. Có sanh ra thì có tự đến đó. Thì đây tức là vì cái nguyên nhân đó, vì cái điều kiện đó mà nó nằm trọn vẹn trong trong cái hữu vi pháp, trong cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi đây tức là pháp mà còn tạo tác, còn thích diễn, còn đi ra trong cuộc đời. Cho nên người tu Phật nên xem ý nghĩa nào là nó quan trọng. Thì kính thưa quý vị, dĩ nhiên cái chữ hữu vi pháp nó bao trùm, nó bao trùm tất cả. Và từ cái duyên đó nó cũng là một cái ý niệm cho tất cả chúng ta thấy. Đây là cái chữ hữu vi, nó rất là lớn mà nó rất là rộng. Và cũng như phải nói rằng hiểu hữu vi pháp là pháp do duyên hay điều kiện tác thành mà nó tạo nên. Tức là cả hai vấn đề này chúng ta thấy như vậy, nhưng điều mà nó cũng có một cái sự đồng nhất, nó cũng một cái sự giống như vậy. Chứ gọi rằng là pháp hữu vi tức là do duyên nó tạo thành, tức là pháp hữu vi tạo ra nhiều cái duyên, và nhiều cái duyên đó nó tác thành trên tinh thần không vượt ra ngoài được. Bởi vì trong cái sanh cái tử, trong cái hiện hữu trong tam giới này, hay là hiện hữu với đối cái còn, cái mà chúng ta biết là nó không có vượt ra được, nó có giới vứt của hữu vi, tức là do nhân do duyên tạo thành, điều kiện tác thành đó. Cho hỏi người tu Phật vậy nên xem ý nghĩa nào quan trọng, thì dĩ nhiên trên cái ý nghĩa của duyên tác động để chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta bị cái gì, để chúng ta mới dừng lại được. Và ở đây tất cả cái hữu vi pháp nó còn tồn tại, hữu vi pháp nó còn có mặt xuất hiện. Mà khi hữu vi pháp nó có mặt xuất hiện, tức là nó có duyên sanh, nó có duyên diệt. Mà pháp nào làm duyên sanh, thời pháp đó sẽ chịu quả diệt của nó, không hề thay đổi. Cũng như nắm bắt như thế này, là chúng ta biết là không thể bay ra khỏi được những cõi thế giới hữu vi nếu như chúng ta còn trong tam giới, tâm chúng ta còn phiền não, tâm chúng ta còn cái sự câu thúc, thì ngày đó chúng ta chưa có thể vượt ra khỏi cái pháp hữu vi. Ngày nào tâm chúng ta diệt trừ tham ái, diệt trừ vô, diệt trừ cái phiền não, thì ngày đó chúng ta vượt ra ngoài cái hữu vi pháp. Mà ngày nào mà chúng ta còn tham ái, ngày nào chúng ta còn vô minh, tham ái làm nhân làm duyên thì đưa đến sự đau khổ, sự sinh tử đời này qua đời nọ. Thì người Phật tử phải hiểu trên cái hữu vi pháp và xem cái duyên tác động này là một yếu tố quan trọng. Trên hỏi gì đi chứ, nên sẽ yếu nghĩa đó, yếu tố nào quan trọng, thì cái yếu tố phải hiểu biết được cái hữu vi, và sau đó cái nhân duyên nó tác động để nó tạo thành cái sự, cái vật, cái điều kiện tốt hay là xấu đều là một thành tố của nhân duyên tạo thành thôi. Và đây chính là cái câu thôi lực của con, có lẽ là kính cung thỉnh thượng tổ có nghĩ bổ túc thêm và xác định lại để cho câu hỏi được, để câu trả lời được thành tố viên mãn hơn. Của kính cung thỉnh thượng tổ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thủ cái rừng thì tôi tùy quyền. Thưa quý Phật tử, chúng ta nên hiểu rằng pháp hữu vi đó, nó được hiện hữu đó do nhiều nhân nhiều duyên, do điều kiện ở trên cả hai phương diện, khách quan như chủ quan. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái cây mà nó sống được đó là do nhiều yếu tố, do có hạt giống, do phân, do đất, do thời tiết, thì cái đó chúng ta gọi là một sự hiện hữu, nó mang tính chủ quan, mang tính khách quan. Nhưng mà bây giờ mình nói tới cách chủ quan đó, đó là cùng sống ở trong một ngôi nhà, nhưng mà ngôi nhà đối với người cha nó không giống như ngôi nhà đối với người con. Ngôi nhà đó cũng thế giới đó của người chủ khác với người làm công. Ngôi nhà đó đối với một em bé khác với người già. Cũng kèo, cũng cột, cũng vách, cũng đi ra đi vô. Nhưng tùy theo cái văn hóa, trình độ, sức khỏe, tuổi tác, chúng ta nhìn thấy nó khác đi. Thành phố mà chúng ta đang sống cũng vậy. Thế giới mà chúng ta đang sống cũng vậy. Chúng tôi lấy ví dụ là có một người tên là Hòa Thượng Hộ Giác. Nhưng mà Hòa Thượng Hộ Giác ở trong lòng chúng tôi, Hòa Thượng Hộ Giác ở trong lòng một số các vị đây, hầu như mỗi người mỗi khác, do cái sự quen biết, tiếp xúc, hoặc giả là thân hoặc là xa lạ. Thì như vậy là khi mà chúng ta nhìn, chúng ta cảm nhận bất cứ điều gì ở trên thế gian này, thì thưa quý vị, chúng ta không nhìn thấy cái bản chất thật là nó là như vậy, mà chúng ta nhìn qua cái nhìn chủ quan, do văn hóa, do giáo dục, do sức khỏe, do trình độ. Ở ngoài sân chùa năm nay, thưa quý vị, hoa giấy nở rất là nhiều, và chỉ hoa giấy nở thôi, nhưng không hẳn là những chậu hoa giấy đó. Trong lòng mỗi người đều giống nhau hết. Dạ, có những người có những kỷ niệm, có người có sự yêu thích bông hoa, có những người yêu thích màu sắc, có những người rất là lơ là. Và do vậy, cũng cái hoa giấy đó, nhưng mà mỗi người nhìn một khác, chúng ta không nhìn giống nhau. Thành trong cái thế giới và chủ quan đó, nó được tạo nên, nó được nhận thức bởi do sức khỏe, do trình độ, do nghiệp, do duyên, do quá khứ. Chư thiên nhìn thấy cũng cái đó, cũng hồ núi, mà chư thiên nhìn thấy khác, loài người nhìn thấy khác, con vật nhìn thấy khác. Và cái đó chúng ta gọi là hữu vi, là do nhân và do duyên tác thành. Bây giờ thì thưa quý vị, dĩ nhiên là 100 người nhìn thành phố Houston 100 cách khác nhau, nhưng mà chắc hẳn là phải có một thành phố Houston mà thành phố đó không, nó là thật mà không qua cái nhận thức chủ quan của chúng ta. Nhưng mà bây giờ quý vị hỏi cái thành phố thật đó không qua chủ quan là gì, thì rất là khó giải thích. Dạ, chúng ta khó giải thích lắm. Nên một ở trong những cái cách mà chúng ta sống để nếm được cái hương vị của đạo bất tử đó, đó là chúng ta sẽ đứng trên một cái vị thế là chỉ quan sát, ghi nhận mà không có ý kiến. Và trong đạo Phật gọi là sati, là chánh niệm. Chánh niệm được hiểu là như vậy: hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở dài vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn biết hơi thở ra ngắn, hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài. Sự thật đó ra sao thì mình chấp nhận như vậy. Hay là như Đức Phật dạy cho ngài Vahiya, khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe. Nhưng mà thực sự nói như vậy cho chúng ta không có đơn giản là chúng ta chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ ghi nhận mà không có ý kiến. Thưa quý vị, bản chất của chúng ta là cái gì cũng có ý kiến hết. Ý kiến là cái này đẹp, cái kia xấu, cái này, cái kia thế kia. Và do vậy, chúng ta phải thành thật mà nhận rằng cái thế giới mà chúng ta sống đó là một thế giới chủ quan. Nhưng bây giờ, thưa quý vị,
có một con số cả hàng triệu người Việt Nam sống ở tại Mỹ. Nhưng mà chúng tôi cam đoan với quý vị rằng nước Mỹ trong lòng mỗi người Việt Nam khác nhau, mặc dù cũng xa lộ đó, mặc dù cũng ngôn ngữ đó, mặc dù cái kinh tế đó như vậy, nhưng mà cảm nhận mỗi người một cách khác. Không phải ai thấy nước Mỹ cũng giống nhau hết. Nó tùy thuộc vào trình độ, nó tùy thuộc vào lợi tức, nó tùy thuộc vào gia đình, nó tùy thuộc vào lối sống, là chúng ta thấy nó khác nhau. Nên khi mà chúng ta đi vào trong thế giới này, thưa quý vị, cái gọi là thực tại đó, thực tại tức là cái sự thật gọi là tha thú, và tha thú gọi là cái bản chất, cái thực tính của các pháp đó, nó không có đơn thuần là chỉ chúng ta đưa tay đụng đấy, hay là mở mắt thấy là chúng ta thấy được cái thực tính đó, mà chúng ta phải tôi luyện cái nội tâm của mình để nội tâm của mình nhận thức một cách trung thực. Để chúng ta hiểu điều này đó, có lúc nào mà quý Phật tử nếu chưa bao giờ tập thiền, thử tập nhìn hơi thở, nhìn một cách rất là lẳng lặng, mà ở trong kinh gọi là sự chú ý đơn thuần. Sự chú ý đơn thuần tức là hơi thở ra sao thì biết như vậy. Mình không có thêm mắm dặm muối, mình không có vẽ rắn thêm chân, mình không có biểu nó như thế này thế kia. Hơi thở vô thì biết vô, ra thì biết ra, dài thì bị dài, ngắn thì bị ngắn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào hơi thở thì chúng ta không để yên cho nó như vậy. Chúng ta muốn kiểm soát hơi thở, chúng ta nó biểu nó phải thở thế này, phải thở thế kia. Thậm chí chúng ta bắt nó phải thở tự nhiên. Một cách không tự nhiên, chúng ta bắt nó thở tự nhiên. Đó là cái tâm tư của mình. Vì vậy khi chúng ta đi vào cuộc đời này, phải nhìn nhận rằng những cái quan niệm lớn nhỏ, đẹp xấu hay dở, thì thưa quý vị, đôi lúc là một người tu tập đó, thì chúng ta nên có cái nhìn gọi là dung dị, đừng tuyệt đối quá. Có những cái giá trị mà một thời nào đó đó nó rất là tốt, mà một thời khác đó, thì thực sự nó không tốt. Và chúng ta thường có một điều là gọi là nghe lầm ắt nói lại lầm nữa. Mình trông gà quá cuốc. Chúng tôi nhớ là cuối tuần này ở chùa có một chuyện cũng cũng khôi hài, mà chúng tôi cũng cười thôi chứ không biết nói sao. Có một Phật tử họ đi chùa và họ bị bỏ quên cái chìa khóa trong xe, mà lúc họ đi ra họ lóc lại. Thì thứ gì chúng tôi cũng gặp chuyện này xảy ra ở chùa cũng nhiều lần chứ phải một lần. Thành ra chúng tôi có cái thẻ AAA, thẻ AAA đóng tiền hàng năm á. Thì mỗi lần như vậy thì chúng tôi kêu AAA đến, chúng tôi nói là chúng tôi đi xe bị kẹt như vậy, thì họ đến rồi họ làm thủ tục rồi họ mở xe cho mình, họ lấy tiền ở chùa. Giờ quý vị có nghỉ chờ chúng tôi một chút nha. Về chúng tôi. Hello. I think you have wrong number. Yeah. Thank you. Dạ thưa quý vị, thì ngày hôm qua, hôm Chủ nhật thì chúng tôi lại gặp có nhà thầu đến, thì chúng ta đang bận việc. Tại vì chúng tôi không có gặp với trước đây được, mà chúng tôi đưa Sư Nguyên Thông á, cái thẻ trước đây chúng tôi nói rằng sư cầm cái thẻ này ra đưa cho cái người Phật tử đó. Nói rằng họ nói rằng mình có cái membership của AAA thì họ sẽ không lấy tiền nữa. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà ngày hôm sau, tức là hôm qua thứ hai, thì chúng tôi lại nghe chuyện cũng rất là vui, là mấy người nói rằng có Phật tử nào đó đến chùa mà kêu thợ đến để mở chìa khóa xe, mà thầy trụ trì thì đưa cái thẻ credit card để trả tiền dùm, chắc là Phật tử phải đặc biệt. Bắt đầu chúng tôi nghe cũng hơi lạ, nhưng mà sau đó chúng tôi nhớ lại chuyện nó xảy ra. Một là có thể sư viên thông sư không có biết rõ là cái thẻ AAA để làm gì, chỉ lấy cái thẻ ra đưa cho người ta nói trả bằng cái thẻ này. Và hai nữa là có ai hỏi xác sư trụ trì đưa cái thẻ để trả cho người ta. Họ nghĩ như vậy. Chúng tôi lấy cái đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống này, thứ gì nó có rất nhiều trường hợp mà mình nghe lầm ác nói lại thấy rõ chuyện đó.
Nhưng mà thậm chí khi mình nhìn thấy rõ chừng đó rồi đó, thì mình cũng bị một vấn đề nữa. Đó là chúng ta bị cái nhìn chủ quan của mình. Quý vị nào có tu thiền rồi quý vị biết rằng chúng ta luôn luôn có ý kiến, có đủ thứ ý kiến hết. Ý kiến khi mà ngồi thiền, phải ngồi thế này, phải ngồi thế kia, hơi thở phải thế này, hơi thở phải thế kia. Nó phải mất một thời gian dài để chúng ta có thể đặt mình ở trong cái vị thế là chỉ là quan sát, chỉ là ghi nhận mà không ý kiến. Thì khi mà chúng ta bắt đầu biết quan sát và ghi nhận rồi đó, thì nó là bước đầu để chúng ta đến gần với thực tại. Và chừng đó nó không dễ. Chúng tôi nhớ rằng những người Mỹ đó, họ hay có cái ví dụ là nếu mà mình đi coi văn nghệ đó, thì cái việc làm đầu tiên của mình để coi văn nghệ là mình giữ im lặng. Mà nếu mà mình không im, giữ im lặng á, và mình vô mình cứ nói chuyện, mình có ý kiến, thì mình không có nghe được văn nghệ và không có thưởng thức được gì là văn nghệ. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng phải là dễ làm đâu. Có nhiều người là vô là bắt đầu có suy nghĩ, sân khấu thế này, màn ảnh thế kia, ca sĩ thế nọ. Đến lúc nào mà mình đặt mình ở trong cái tư thế là chỉ lặng lặng lắng nghe, chỉ lặng lặng nhìn, chỉ lặng lặng ghi nhận đó, thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới thực sự là chúng ta có thể nhìn được sự vật. Và cái lặng lặng mà ghi nhận đó ở trong kinh Phật gọi là chánh niệm. Gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là khả năng ghi nhận. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái pháp gọi là pháp hữu vi. Chúng ta nên nhớ rằng pháp hữu vi đó là pháp do nhân, do duyên tạo lên trên cả hai phương diện, khách quan và chủ quan. Phương diện khách quan đó thì thưa quý vị, nó là nghiệp quá khứ do những cái dưỡng tố và do thời tiết. Nhưng mà trên phương diện chủ quan thì nó do tâm của chúng ta mà tạo thành. Và khi mà chúng ta nói cái tâm của chúng ta tạo thành đó, thì đa phần là Đức Phật Ngài dùng cái cách gọi là kẻ vô văn phàm phu, không thông hiểu đạo lý bậc thánh. Tức là khi mà chúng ta chưa đủ cái sự tu tập, thì mình nhìn sự việc nó vẽ vời nhiều chuyện lắm. Nó vẽ vời rất là nhiều việc. Chuyện bé xé to, trong gà hóa quốc, mình không có nhìn sự thật nó như là sự thật. Và về điểm này đó thì thưa quý vị, nó lại gây cho chúng ta những đau khổ, những cái phiền lụy ở trong đời sống, là bởi vì chúng ta nhìn sai sự thật. Cho đến bây giờ đó thì càng ngày người ta càng thấy được một điều rằng một cái công ty mà muốn phát triển và muốn sản xuất đó, thì phải dựa trên thị trường. Và khi dựa trên thị trường đó thì người ta cần những con số trung thực. Thí dụ như là người ta muốn sản xuất cái sản phẩm đó, họ phải hiểu rằng ở trong 5 năm nữa, ở trên thị trường, tuổi của những người lớn tuổi đó là bao nhiêu phần trăm, những người trẻ bao nhiêu phần trăm, những người sống ở khu thị trấn bao nhiêu phần trăm, người sống miền quê bao nhiêu phần trăm. Nếu mà không biết rõ cái thị trường thì làm những sản phẩm đôi khi nó không thích hợp. Đôi sản phẩm không thích hợp, không thích hợp thì bán không chạy. Thì điều đó có nghĩa là khi người ta muốn sản xuất một món hàng gì đó, người ta cần nghiên cứu thị trường. Và cái nghiên cứu thị trường đó càng chính xác thì càng tốt, càng trung thực càng tốt. Chứ không phải là chúng ta càng có ý kiến càng tốt. Nhưng mà không may cho chúng ta đó là chúng ta có rất nhiều ý kiến ở trong cuộc đời này. Cái gì có ý kiến được. Và cái ý kiến đó thường là nó không có trung thực. Rất là nhiều lần ở trong rung Phật Pháp Buddha-dhamma này, chúng tôi có nhắc lại lời nói của Ngài Ajahn Chah đó. Khi mà có người hỏi Ngài rằng, bạch Ngài, Ngài có nhiều đệ tử người da trắng, người Tây Phương đó, và nghĩ những người đó khác với những người Á Châu như thế nào, thì Ngài đôi khi Ngài mỉm cười, Ngài nói rằng đa số những người Tây Phương gọi là over-educated, tức là học nhiều quá rồi, cái gì cũng đánh giá, cái gì cũng phê bình. Thậm chí cái đó mình chưa có lắng nghe, mình chưa có tìm hiểu, vô mình đã có cái phê bình trước rồi. Và thường là cái phê bình đó, nó là sự trở ngại cho chúng ta. Mình cứ nhớ lại cái hình ảnh là mình muốn coi văn nghệ, đầu tiên phải biết giữ im lặng. Chúng ta có thể im lặng được mức độ nào để nhìn hơi thở ra vào? Chúng ta im lặng mức độ nào để nhìn vào cảm thọ?
Thường thường đó là chúng ta không im lặng, do vậy chúng ta mới có một cái ý nghĩ, đó là thay vì mình nghĩ là à, thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu, thọ xả, thì mình có ý kiến là tôi vui, tôi buồn, tôi bị xúc phạm, tôi thành công, tôi hạnh phúc. À, mình gắn thêm với chữ tôi vào trong đó. Nếu mà mình chỉ nghĩ trung thực đó, thì những cái ý tưởng mà vui và buồn đó, thì mình chỉ thấy rằng đây là thọ hỷ, đây là thọ ưu, đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ xả. Thay vì mình nói rằng à, là đây là cái cảm thọ của tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi đang hạnh phúc, tôi đang bị xúc phạm. Cái chữ tôi mà mình gắn vào những cảm thọ đó, những cái sự kiện đó, nó lớn chuyện lắm thưa quý vị. Nó lớn chuyện lắm, bởi vì khi mà mình thấy rằng khổ lạc ưu ý xả nó sanh ra do nhân do duyên rồi, mà khi mà mình nói rằng tôi vui, tôi buồn, tôi thản nhiên vân vân, thì cái tôi đó nó lại là những điều kiện để cho chúng ta một cái phản ứng khác, một cái nhìn khác. Nên một người mà học Phật Pháp, mà hiểu Phật Pháp đó, là chúng ta rất là trân trọng và những lời Đức Phật dạy về chánh niệm. Chánh niệm chỉ đơn giản là hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở dài, biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, biết hơi thở ngắn. Không có cái gì mà nên làm lớn chuyện về chuyện đó. Mình nói là tôi thở dài, tôi thở ngắn, tôi thở tự nhiên hay tôi thở không tự nhiên, cái tôi đó đôi khi nó là trở ngại cho chúng ta, mà chúng ta chỉ ghi nhận thôi. Và cái đặc biệt mà trong cái chánh niệm đó, nó còn có một cái việc khác là cái gì đến mình biết nó đến, cái gì đi mình biết nó đi, hơn là cái gì đến mình dãy nảy, mình từ chối nó, mà cái gì đi rồi mình cố gắng mình níu nó lại. Thế thì thưa quý vị, chúng ta không từ chối được những cái sanh diệt của cuộc đời này, và chúng ta cũng không có giữ lại được những gì mà nó sanh diệt trong cuộc đời này. Có rất nhiều cái mà nó đến. Thí dụ buổi sáng hôm nay mình thức dậy, trời ở ngoài nóng, trời nó mưa, mình đâu có từ chối được. Thì tự nhiên có ai đó khen mình, chê mình cũng không từ chối được. Và trong người mình bệnh hay không bệnh, mình không từ chối được. Thì mình càng từ chối thì càng khổ, và càng từ chối thì khổ. Còn nếu mà mình chấp nhận, à nói như vậy đó, à nói như vậy trời thì có nắng có mưa, nắng mưa là bệnh của trời, thân mình cũng có khi khỏe khi đau, cuộc sống thì nó có bề khác, đầu tiên là mình chấp nhận. Và thứ nữa là cho dù nó vui, nhưng một khi nó có sanh thì nó có diệt, nó có đến thì nó có đi. Và khi nó đi đó, mình quan nhất là à hồi nãy cái trạng thái nó sanh, trạng thái nó không còn nữa, chỉ biết như vậy thôi. Mình càng nắm níu nó lại thì mình càng khổ, tại vì cái nắm níu đó nó đi ngược lại với cái bản chất tự nhiên, với cái bản chất tự nhiên của cuộc sống. Mình nếu trong cuộc sống này mình cứ đòi hỏi nó đi ngược lại với cái gì mà thực tế xảy ra đó, thì mình sẽ khổ. Điều đó nó chắc chắn như vậy. Ví dụ như là nếu mà mình sống mà mình cứ đòi hỏi là thời tiết ở tại thành phố này lúc nào cũng đẹp như mùa xuân, hoa lúc nào cũng nở tươi muôn sắc, và người ở chung quanh lúc nào cũng tử tế, thì cái sự kỳ vọng đó, cái sự đòi hỏi đó, nó sẽ làm cho chúng ta khổ. Chắc chắn làm cho chúng ta khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái gì mà chúng ta kỳ vọng nó không có bình thường. Nên khi chúng ta nên nhớ một điểm đó, ngoài cái chủ quan và khách quan, thì pháp hữu vi nó có một cái bản chất. Cái bản chất đó gọi là bản chất hùng hạp. Bản chất nghĩa là cộng hưởng. Chúng tôi gọi là bản chất hùng hạm, đó là như bây giờ mình làm ăn buôn bán, mà một cái tiệm đó, nó có nhiều người hùng, mình không quyết định được hết, tại vì cái vốn không phải một mình của mình. Thế trong cuộc đời này, cái ý muốn của anh A, cái xã hội, cái hoàn cảnh cho phép, cái thời tiết, cái điều kiện cho phép, nó có bao nhiêu cái yếu tố nó cộng hưởng lại. Và thật ra những cái vui buồn mình đối với pháp hữu vi đó, đúng là sự vui buồn đó nó có tất cả nồng độ lắm. Nó giống như là mình đi mượn đồ người ta về, mà mình hãnh diện là đồ, nhưng mà thật sự là đồ của ai đó mình mượn về hết chứ, nó hẳn là của mình. Cũng như ngày xưa chúng tôi nghe Hòa Thượng Hậu Giác ngày hay nói rằng có nhiều khi người ta ở Mỹ, người ta hãnh diện về căn nhà, chiếc xe, nhưng mà thật sự mấy cái đó là của nhà băng hết. Nhà băng cho mượn tiền và mình trả hết thì nó cũ rồi,
Nhưng mà bình thường hay là của nhà văn hết rồi mình nói mình hãnh diện thì cái đó cũng hơi quá. Và dĩ nhiên cái nhìn thường thức của chúng ta là như vậy, là chúng ta thường chúng ta thường nghĩ rằng cái đó nó tuyệt đối về của mình. Nhưng mà kỳ thật nó là một sự cộng hưởng, nó là một sự khùng hạp. Niềm vui cũng vậy, nỗi buồn vậy, bao nhiêu thứ. Nên cái tốt nhất là nó như sau thì mình ghi nhận nó như vậy. Nó sanh biết nó sanh, nó diệt biết nó diệt, nó đến biết nó đến, nó đi biết nó đi. Và nó là khổ, là lạc, là ưu, là hỷ, là xả. Thì chúng ta cứ ghi nhận như vậy. Đây là một cái cách mà tương đối khó. Như một người đã sống, đã làm được bằng chánh niệm rồi, mình sẽ thấy an lạc hơn. Cái an lạc của chúng ta là chỗ này, là đối với một người tu thiền tứ niệm xứ, đối với người tu tập chánh niệm, thì mình không có kỳ vọng, mình không có đòi mọi việc nó phải trơn tru, mọi việc phải tốt lành. Nhưng mà cái gì xảy ra đó thì mình biết rằng cuộc sống nó vốn là như vậy đó. Nó không thể nào khác hết được. Và nếu mà nó đến và nó đi thì mình cũng nhìn nhận là pháp có sanh có diệt. Và riêng về hữu vi đó, nó mang một ý lớn, rất lớn đối với người học Phật, rất lớn đối với người tu tập. Và Đức Phật ngày dạy chúng ta một mà ngày trong rất nhiều bài kinh, thí dụ như kinh Giáo Giới Rahula. Này Rahula, đối với sắc thọ tưởng hành thức thì con nên nhận thức rằng đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tương cả của ta. Tại vì những nhận thức đó nó đều làm cho mình bị phiền, bị khổ hết. Nên thưa quý vị, khi mà chúng ta học Phật Pháp thì mình thấy rằng nó giống như những mảnh rời. Có vị nào mà chơi puzzle, tức là mình ráp những cái hình bằng những mảnh nhỏ lại với nhau. Thì khi mà những bài kinh này mình học, ví dụ hôm nay mình học về hữu vi pháp, vô vi pháp, tuy nhiên nó lại có một cái liên hệ sâu xa đến giáo lý duyên khởi. Nó liên hệ sâu xa đến cái gọi là thiền quán, đến chánh niệm, đến tâm giải thoát và đến tuệ. Và khi mà mình đã chịu khó học, chịu khó nhìn, thì mình thấy những điều đó nó lợi lạc vô cùng. Và không có điều gì mà quan trọng là mình chấp nhận sự thật. Ở trong kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng có bốn cái điên đảo ở đời là cái bất tịnh, cái vô thường mà đòi hỏi nó phải thường, cái bất lạc mà đòi hỏi nó phải hạnh phúc, cái vô ngã mà đòi hỏi là mình có chủ quyền, và cái bất tịnh mình đòi hỏi nó phải thanh tịnh. Thì khi mà một người mà đòi hỏi như vậy đó, thì Đức Phật dạy rằng người đó rơi vào trong cái gọi là điên đảo vọng tưởng. Mình khổ giống như là trong kinh mà nói rằng một đứa trẻ mà thấy mặt trăng ở trong cái bụng nước mà đòi cha mẹ phải lấy cho được mặt trăng đó. Thì thật sự thưa quý vị, đó là một điều không thể. Nên chi khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới của Phật Pháp đó, có một cái đặc điểm mà Phật Pháp dạy mà không ai có thể thay thế được, là tuệ giác đó, không phải là một sự ban phong, không phải là một sự ban tặng, mà tuệ giác nó đến từ cái trí tuệ được thắp sáng trong lòng chúng ta. Và cái trí tuệ đó nó dựa trên thực tại. Chúng ta nên nhớ cả cái đời này, những quan niệm về đẹp, xấu, vui, buồn, đúng, sai, phải, quấy, thật ra những pháp đó nó đều đa phần là giả tá, đa phần là vai mượn, đa phần là đó. Mình ăn món ăn đó mình nói cái này là nhất rồi, nhưng thực sự biết sao là nhất. Mình nhìn cái cảnh nào đẹp mình nói rất tuyệt đẹp, nhưng mà thật ra nó không biết sao mà tuyệt đẹp. Chúng tôi nhớ rằng có những người họ sống ở tại những nơi rất là đẹp, nhưng mà họ thấy quen quá thì nó không đẹp nữa. Chúng ta giờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính truyền chiêu vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tâm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy. Sa thuốc lành thai. Con Khema thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con.
đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Cha. Mời Phong Lan. Phong Lan, yang kim chi phu sa la ca mang ca pa pa ge ri yang nam con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh gọi những mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiếm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân sa phang su mang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca bang ca khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena so te on du ye ron ta rang viên công đức đã làm kiến kiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân đem thân